Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Wesuwe Anime. Các cậu có bao giờ xem một bộ anime nào đó rất hay, rất cuốn hút, nhưng đùng phát đến tập cuối, khi mà các cậu tưởng đây phải là tập hay nhất, thì đùng một phát, cái kết quay xe 180 độ, làm người xem không kịp đổi mũ bảo hiểm. Tôi tin là chắc các cậu cũng phải gặp qua tình huống này vài lần rồi. Và đúng như tiêu đề, trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những bộ anime có nội dung rất hay, nhưng cái kết lại chưa thực sự chiều lòng đa số người xem. Lưu ý rằng, mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau, vậy nên hãy tôn trọng ý kiến của nhau. Trong video này không hoàn toàn là ý kiến cá nhân của tớ, mà còn được tổng hợp bởi ý kiến của người xem khác nữa. Ngoài ra thì chắc chắn video này sẽ spoil khá kết của nhiều bộ anime, vậy nên là nếu không hợp gu các cậu, thì các cậu có thể xem các video khác của chúng tôi nhé. Còn giờ thì chúng ta cùng vào với video ngay thôi. Let's go! Bộ anime đầu tiên mà tớ muốn nhắc đến đó là Soul Eater. Phải thú nhận một điều rằng đây là một bộ anime rất hay. Tuy là một bộ anime thuộc thể loại shonen, nhưng vật chính lại là một cô gái tên Marka Alban cùng với một người bạn đồng hành có khả năng biến thành vũ khí lưỡi hái khổng lồ là Soul Eater. Cả hai cùng nhau chống lại những thế lực phù thủy và tà ác của thế giới. Ngay từ xuất phát điểm, Soul Eater là bộ anime đề cao tinh thần đồng đội. Tuy Marka là nhân vật trung tâm nhưng không được búp quá đa. Ngay cả việc cô phối hợp với Soul để chiến đấu cũng là một hành trình từ việc ghét nhau đến hiểu nhau. Vậy nên khi đến cái kết, thứ người xem mong đợi đó chính là pha phối hợp hoành tráng nhất, ăn ý nhất và đề cao được tinh thần đồng đội cốt lõi của phim. Nhưng hỡi ôi, pha combat cuối khá là thất vọng khi trong trận chiến cuối chỉ có một mình Marka đối đầu và đánh bại nhân vật phản diện, trong khi đồng đội cô thì đứng ngoài nhìn. Không chỉ vậy, phân cảnh Marka đánh bại con trai của thần chết thay vì sử dụng vũ khí là chi tiết tối ưu và đặc biệt nhất trong phim thì cô lại đánh bại hắn bằng một cú đấm tay không, mang sức mạnh của sự dũng cảm. Chính vì lệch khỏi quỹ đạo và giá trị cốt lõi của mình, cái kết của Soul Eater đã khiến đa số các fan không hài lòng và cho rằng tác giả đang có một cái kết sơ sài mà quên đi giá trị quan trọng của phim. Nhưng số còn lại thì cho rằng kết như vậy không có gì đáng chê vì cái chính là họ vẫn đánh bại được phản diện, còn tình đồng đội có xuất hiện hay không, không quan trọng. Tớ thì không có ý kiến gì về cái kết của Soul Eater, chỉ là buồn đúng Marka dùng nắm đấm thay vì kết hợp với vũ khí thôi. Tiếp theo là bộ anime thuộc thể loại hack não, đó chính là Erased. Đây có thể nói là một trong số ít bộ anime hack não mà tớ thực sự yêu thích. Từ yếu tố du hành thời gian, các sự kiện, giá trị ý nghĩa đều được đầu tư rất chỉnh chu. Phải nói là về phần sắp xếp các sự kiện với nhau gần như không có lỗ hổng. Thế nhưng cái kết lại có phần không công bằng cho Satoru, nhân vật nam chính của chúng ta. Sở hữu năng lực hồi sinh quay ngược thời gian, Satoru có cơ hội để ngăn chặn những sự kiện mà anh không muốn nó xảy ra. Và đến cái kết, Satoru đã phải hy sinh cả cuộc đời mình, trở thành người thực vật trong suốt nhiều năm, bỏ lỡ thanh xuân, tuổi trẻ để cứu sống những người mà anh yêu thương. Thế nhưng khi anh tỉnh dậy sau sự hy sinh của mình, người con gái mà anh bảo vệ đã kết hôn và có con với một người bạn khác trong lúc anh đang sống thực vật. Nghe đến đó là thấy sôi máu rồi. Không chỉ vậy, trong suốt khoảng thời gian Satoru nằm trong vô thức tại bệnh viện, thì ở bên ngoài, cảnh sát thậm chí còn không tìm ra được tung tích của kẻ đã gây tai nạn cho anh. Phải đợi đến khi Satoru tỉnh dậy thì kẻ ác mới được trả giá. Vậy nên là không ít ý kiến cho rằng Satoru xứng đáng có một cái kết đẹp hơn. Cũng may là ở những phút cuối phim, Satoru đã gặp được người con gái xứng đáng với anh. Chỉ tiếc là cả hai đã phải làm quen lại từ đầu và quên hết những sự kiện mà cả hai đã từng trải qua cùng nhau. Nếu thoáng tính hơn một chút thì có lẽ đây là một khởi đầu mới cho Satoru. Nhưng mà nói thật thì tớ vẫn thấy tiếc cho mấy chục năm anh Men phải sống thực vật mà tỉnh dậy thì chỉ thấy sự tiếc nuối. Nếu có một cái kết trêu đùa người xem anime nhất thì chắc có lẽ phải kể đến cái kết của Tokyo Ghoul phần 2. Xuất phát điểm ở phần 1, Tokyo Ghoul đã thu hút đông đảo người xem và tạo một tiền đề tốt để phát triển phần 2. Thế nhưng khi phần 2 được ra mắt, đa số người xem cho rằng cái kết của Tokyo Ghoul phần 2 không giải nghĩa được bất cứ sự kiện nào trong phim. Thậm chí trong trận chiến cuối cùng chỉ đơn giản là sự hỗn loạn với những nhân vật mới liên tục xuất hiện để chiến đấu với Ghoul. Hành động của các nhân vật khiến người xem thực sự khó hiểu. Thay vì đi sát theo bản manga, Tokyo Ghoul phần 2 tự rẽ sang một hướng khác khiến người xem không liên kết được với phần 1. Với việc tập cuối bị bỏ lửng và bị cắt gần hết so với manga, Tokyo Ghoul phần 2 đã khiến fan cực kỳ thất vọng. Đã thế còn thêm quả nối sang phần 3 mà chả có tí liên kết nào, nhà sản xuất cứ như đang trêu người fan anime only vậy. Ai mà không đọc manga thì đúng không hiểu chuyện gì đang diễn ra luôn. Neon Genesis Evangelion có lẽ là bộ anime mang cái kết gây tranh cãi nhất trong làng anime. Tạm thời tôi sẽ không phân tích sâu về các tính chất, ý nghĩa trong phim vì thực sự, kinh thánh và triết học trong đó rất khó để giải thích khi nó còn tùy thuộc vào cách nhìn nhận của từng người. Nhưng cứ thử nhìn ở bề nổi trước đã. Cái kết của Neon Genesis Evangelion đã khiến rất nhiều fan thất vọng, thậm chí họ còn tức giận đến nỗi gửi cả thư đe dọa tác giả nếu không chịu thay đổi cái kết. Ý kiến trái chiều nổ ra quá lớn và bộ phim này đã được tạo ra những cái kết song song để chiều lòng fan. Nhưng mà phải nói thật sự thất vọng dành cho cái kết ở tác phẩm gốc là không giấu đi đâu được.
Ở phân cảnh cuối của phim, Shinji trở thành trung tâm và mọi người về quanh cậu vỗ tay và chúc mừng khi nhận ra cậu ta không thực sự vô dụng như họ tưởng. Với những gì mà bộ anime đã làm được xuyên suốt từng tập phim, khi đan xen tính triết lý vào các cuộc chiến, thì với cái kết là chiến thắng của cá nhân Shinji đã không mang đủ tính trừu tượng để đem đi so sánh với các tập khác. Hơn nữa, trước khi trở thành trung tâm được mọi người tán thưởng, thì Shinji vốn dĩ đã biết về dự án hoàn thiện con người, biến tư duy của nhân loại hợp thể thành một tiềm thức duy nhất. Dù biết sự tàn nhẫn của dự án này, Shinji vẫn chấp nhận nó. Cho đến tập cuối cùng, tiềm thức và bản thân của Shinji vẫn còn vô số mâu thuẫn. Bộ anime tiếp theo đó chính là Death Note. Cá nhân tớ thấy cái kết của Death Note khá là hợp lý, với cái kết vô cùng nhục nhã của Light Yagami, chính là cái giá phải trả cho sự kiêu ngạo và tự tôn bản thân lên làm thần làm thánh. Thế nhưng, có điểm mà nhiều người xem muốn được thấy ở Light không chỉ việc anh ta nhận quả báo, mà còn muốn anh ta phải nhận ra bản thân đã làm sai những gì. Sự thật thì Light chết, nhưng vẫn mang một đức tín rằng việc anh ta giết tội phạm cũng như giết những kẻ mà anh ta cho rằng đang ngáng đường mình là hoàn toàn đúng đắn, thậm chí lý tưởng của Light còn được truyền tiếp tới những người khác. Việc Light chết chưa thực sự kết thúc được tất cả, mà theo tớ thì đây mới là điểm hay của Death Note khi nó mang sự ám ảnh kéo dài. Mà nói thẳng ra thì đa số không thích cái kết về L chết, và Near lại là người khám phá ra sự thật về Light, nên fan L vừa ghét cái kết và ghét luôn Near. Và bộ anime cuối cùng trong video này tuy chưa ra mắt tập cuối nhưng có vẻ như tất cả các fan đã sẵn sàng cho một cái kết bí đát nhất, đó chính là Attack on Titan. Với phương châm miễn là độc giả đau khổ của Isayama Hajime thì dám cá là cái kết sẽ cực kỳ ám ảnh và sẽ chẳng khiến người xem thỏa mãn trong sự hạnh phúc đâu. Theo như một tí spoil từ tác giả được mô tả như sau, đó là tiếng mặt đất rung chuyển dữ dội, tiếng la hét thảm thiết của con người, tiếng sấm nổ, tiếng động cơ. Gần cuối đoạn âm thanh là tiếng Omen hét lên, hình như đang gọi tên ai đó. Với tiết lộ này thì rõ ràng Attack on Titan sẽ là một cái kết bi thảm và tàn khốc. Mặc dù nhiều fan hâm mộ tỏ ra không vui về cái kết của Attack on Titan cho lắm, vì tác giả Isayama Hajime của chúng ta vẫn muốn chơi đùa với nước mắt của độc giả và hứa sẽ mang đến cái kết bi thảm nhất trong các bộ anime. Ngoài ra thì để chi tiết hơn, chúng tôi cũng đã làm một video đưa giả thuyết về cái kết của Attack on Titan rồi, vậy nên các cậu có thể xem để hiểu rõ hơn. Và đó là một vài bộ anime có nội dung hay nhưng kết chưa hợp lòng người xem. Cá nhân tớ thì không có tranh luận gì về bất cứ cái kết nào ở trên, vì theo tớ dù là kết nào đi chăng nữa thì đều là do tác giả quyết định với tác phẩm của họ. Các ý kiến cũng chỉ mang tính đóng góp. Cơ mà vụ viết thư đe dọa của Neon Genesis Evangelion thì hơi căng thật. Mong là tới nay khi Attack on Titan ra tập cuối, không có độc giả nào đào đến đốt nhà tác giả. Còn các cậu thì sao? Đâu là bộ anime có cái kết khiến các cậu thất vọng nhất? Hãy để lại bình luận phía dưới để chia sẻ với mọi người nhé. Đừng quên like, share và để lại một subscribe, cũng như bật nút chuông thông báo để chờ đón video từ chúng tôi nhé. Còn giờ thì hẹn gặp lại các cậu ở những video lần sau. Wish you wish out.